Bộ Y tế vừa gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan. 1. Chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ. 2. Tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh. 3. Chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.